khuẩn trong phòng xông hơi cùng tinh dầu. Phòng xông hơi giúp giải tỏa những áp lực trong cuộc sống, hỗ trợ cải thiện sức khỏe, sắc đẹp. Thế nhưng, nếu không được vệ sinh đúng cách, thiết bị spa này cũng là nơi ẩn chứa nhiều vi khuẩn phát tán nhiều loại bệnh. Để xóa bỏ những mệt mỏi căng thẳng sau một ngày làm việc, một trong những giải pháp hiệu quả nhất mà bạn thường nghĩ đến là bước vào phòng xông hơi trong khoảng 15 đến 20 phút. Đặc biệt, nếu như bạn vừa cảm thấy ớn lạnh hoặc bị cảm nhẹ, liệu pháp này có thể giúp bạn phục hồi và khỏe lại nhanh chóng. Tại sao xông hơi lại mang đến hiệu quả tuyệt vời như vậy? Phòng xông hơi vừa giúp khỏe đẹp, vừa là nơi ẩn chứa nhiều vi khuẩn. Bạn ngồi trong phòng xông hơi, tức là đang ở trong môi trường có nhiệt độ rất cao. Khi đó, cơ thể phản ứng lại bằng cách tiết mồ hôi để giảm thân nhiệt. Tuy nhiên, nhiệt độ phòng luôn cao nên bạn vẫn phải tiếp tục đổ mồ hôi. Khi đó, các độc tố chất cặn bã tích tụ bên trong cơ thể, ẩn chứa dưới da đi theo tuyến mồ hôi bài tiết ra ngoài, giúp bạn cảm thấy sảng khoái, làn da mịn màng, sạch sẽ hơn. Tuy nhiên, những chất thải đó lại được nhỏ giọt trên sàn nhà và chỗ ngồi, lan tràn ra khắp nơi hay thậm chí bay hơi trong không khí, dẫn đến môi trường trong phòng xông hơi trở nên ô nhiễm. Điều này kết hợp cùng sự ẩm ướt tạo điều kiện vô cùng thuận lợi để vi khuẩn, vi trùng sinh sôi nảy nở và phát tán xung quanh phòng. Vì vậy, để tận hưởng cảm giác thư giãn thoải mái và nhận được nhiều lợi ích về sức khỏe sắc đẹp, ngoài việc phòng xông hơi cần được lắp đặt đúng tiêu chuẩn, bạn cần phải tiến hành khử trùng và làm sạch thường xuyên. Vệ sinh bảo trì phòng xông hơi đúng cách như thế nào? Bạn hãy tham khảo thêm những bài viết liên quan về chủ đề này trên vienmỹ.vn. Tiếp sau, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn một loại chất khử trùng đầy hiệu quả có nguồn gốc từ thiên nhiên. Diệt khuẩn trong phòng xông hơi cùng tinh dầu. Tinh dầu rất thường được sử dụng trong các spa, thẩm mỹ viện, trung tâm massage, giúp thư giãn, thoải mái, hỗ trợ cải thiện sức khỏe, sắc đẹp. Hơn nữa, sản phẩm spa này còn có một tác dụng độc đáo mà ít người biết và sử dụng, đó là giúp khử trùng tốt trong phòng xông hơi. Và công dụng tuyệt vời này chỉ có khi sử dụng tinh dầu thiên nhiên, còn tinh dầu hương liệu hóa chất thì không có. Cần lưu ý, phần lớn các tinh dầu thiên nhiên nguyên chất rất đậm đặc, mùi gắt, nếu tiếp xúc trực tiếp có thể gây bỏng, dị ứng. Vì vậy, để nhận được hiệu quả trị liệu tốt nhất, bạn cần pha loãng trước khi sử dụng. Hãy nhỏ 4 giọt tinh dầu vào 1 lít nước và cho dung dịch trên vào một bình phun. Sau đó, bạn tiến hành xịt vào những khu vực thường ẩm ướt, dễ là nơi ẩn náu của vi khuẩn trong phòng xông hơi, ghế ngồi, các vách ngăn xung quanh, gốc kẹt. Việc này chẳng những có tác dụng khử trùng, tạo không gian trong lành, mà còn mang lại mùi thơm dễ chịu, thư thái. Đây chính là sự khác biệt cơ bản giữa phòng xông hơi trị liệu và phòng xông hơi ô nhiễm. Bài viết 4 loại tinh dầu giúp trẻ đẹp và khử trùng đầy hiệu quả được đăng trên vienmỹ.vn sẽ hỗ trợ bạn chọn được tinh dầu làm sạch phòng xông hơi phù hợp. Liên hệ vienmỹ để sử dụng tinh dầu và phòng xông hơi đúng cách. Tinh dầu và phòng xông hơi là hai liệu pháp thiên nhiên rất tốt cho sức khỏe và sắc đẹp, đặc biệt phù hợp cho cuộc sống đầy căng thẳng và môi trường ô nhiễm như hiện nay. Vì vậy, bạn muốn lắp đặt phòng xông hơi hoặc mua tinh dầu thiên nhiên tốt nhất cho doanh nghiệp hoặc gia đình, hãy liên hệ ngay. Công ty vienmỹ, lựa chọn tốt nhất của spa, điện thoại 0862991166 hoặc 38444144. Hotline 0908603189, chi nhánh 1, 38 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 2, 362 Cao Thắng, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Website www.vienmỹ.vn. Email info@vienmỹ.vn.
Rất mong bạn hãy chia sẻ những thông tin hướng dẫn hữu ích trên đến những người có liên quan để giúp họ hưởng thụ liệu pháp xông hơi và sử dụng tinh dầu đúng cách.